Anh nè, không biết con của anh á có chịu cho cưới em không? Bé yên tâm, anh lo mọi việc hết rồi. Con anh nó nghe lời anh lắm. Mong là vậy, chứ em không chịu hẹn hò này hoài đâu nha. Người ta nhìn kỳ lắm. Cái gì vậy? Chắc có con ếch nó nhảy xuống nước á, chứ không có gì đâu em. Hình như có ai đó phá mình đó anh. Ở đây là vườn nhà mình mà, có ai biết đâu mà phá. Chắc đại ma nó ganh tị tình yêu của tụi mình đó. Trời ơi, con ma ganh tị tình yêu, trời ơi chết luôn á chú ơi. Phải chi bà chịu đấy, tao là ngon rồi. Quen cha này vừa già vừa xấu nữa, tao nhìn tao còn thấy ghét nữa. Trời ơi, ta xấu mà được cái ta giàu. Mày lấy cho chú, mày lấy cục xinh lắm, mày chậu dương cái tao đó. Mẹ, đợi con xíu. À, cái gì vậy? Trời ơi, cái thằng này, tao cứ mày chọi ông Dương mà sao mày chọi bé Phương của tao vậy? Có biết đâu, khó quá. Trời ơi, đứa nào chơi mắt dại vậy? Thì ra cái lũ con của con Bảy chứ không ai trơn á, bỏ cha tụi mày về biết mấy tao. Người em dơ hết rồi giờ sao đây? Về tắm chứ sao? Hay là để anh tắm cho em? Thôi đi, tắm tắm với con khỉ. Về. Bảy đâu rồi? Bà Bảy. Trời ơi, chuyện gì mà sáng sớm mà la âm sùm vậy hả bà Phương? Nè, mày coi á, mày dạy lại thằng con trai tời đánh của mày đi nha. Nè nè, bà kia, con trai của tôi, bà làm gì bà nói trời đánh này trời đánh nọ hả bà? Ừ, trời không đánh á, coi chừng tao đánh đó. Nhưng mà chuyện gì? Rồi sáng á, tao ngồi ngoài ruộng á, mày biết nó làm gì tao không? Làm gì? Nó dám chở cục xinh vô mặt tao. Con mày lớn á, mà không biết lớn biết nhỏ. Đồ mất dạy à, con hư là tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng mà bà làm gì ngoài bà ruộng, bà con tôi á, nó chọi bụng bà. Thì à, tao ngồi với ông Dương ở ngoài á, thì nó cứ phá đám tao hoài à. Hỏi mày chịu không? Mất dạy quá. Nghe ha, mắc cười ghê không? Trời ơi hả, lớn rồi, già rồi, còn bà đặt nó hẹn hò, cho nên nó thấy nó ngứa mắt á, nó phá là phải rồi, còn la gì nữa. Nè nè, tao hẹn hò ai á thì kể cha tao đi, mắc mớ gì với dòng họ nhà mày á? Dòng họ tao mắc mớ gì mày á, nhưng mà tao nhục nhã giùm cho cái dòng họ của mày. Già rồi, chồng chết rồi ở vậy đi, còn mày đặt đi hẹn hò 60 tuổi đầu rồi, không biết mắc cỡ hả? Thôi thôi thôi, binh con nữa, mày không biết hả? Dạy con mà còn binh con nữa. Đồ thứ mẹ con giống nhau, đồ mất nết như nhau à. Mày mới là mất nết á, cái thứ già đầu hai cái tóc rồi, còn bà đặt đi hẹn hò. Thôi thôi thôi, không nói chuyện nè, mày coi chừng tao á. Giờ làm sao, coi chừng sao? Mà thử mà làm cho tôi coi coi. Nè, mẹ con mày liệu hồn á, coi chừng tao. Bảo, mày làm gì mà núp nó chỗ ngoài cho mày, mà ra đó coi. Vậy nè, mẹ nói con nên nhớ nha không? Từ giờ sắp tới á, con có việc canh bà Phương cho mẹ. Nếu mà con thấy á, bà Phương á mà hẹn hò với ông Dương một lần nữa, con cứ việc tìm cách phá cho mẹ. Lỡ hư rồi, phá cho thiêu luôn. Nhưng mà phá bằng cách nào? Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Con rắn đó, hiểu không? Rắn? Ừ, con rắn đó. Bữa nay á mình ngồi điểm khác, chắc á tụi nó không có biết mà phá mình nữa đâu nha. Hôm trước em qua chửi, chắc đám nhỏ nó không có phá mình nữa đâu. Đúng là cái lũ nó mất dạy thiệt chứ, nó nhỏ hơn mình mà nó cứ phá mình hoài, nó không biết nể ai chứ. Cô đừng có trách con nha, có trách thì trách mẹ con á.
thấy chưa? Nhìn người ta đầu tóc bạc phơi vậy á, chú nhìn lại chú đi, đầu tóc đen thui, sao mà trưởng thành được như người ta? Mày khùng quá, mày đi sao thánh tao với ổng? Thôi, có buồn, để có gì con giúp chú. Ôi, ghét ghê. Gắn em để mày tập. Mày hả mày? Phố hồn các đảng à? Má nó hoài à? Thì ra là cái lũ con của con Bảy mổ tô cha tụi bay. Chết biết nào. Kỳ cục. Hai, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, nhất là mấy bà già khách hẹn hò nè. Đừng có tưởng trên phim mới có nha, ngoài đời cũng còn có nè. Em gửi ảnh nóng cho anh xem đi. Quỷ hà, bài đặt gửi ảnh nóng đồ nữa. Trời, con nào ngu mà bị ông dụ vậy? Dạ, anh muốn xem ảnh nóng để em chụp. Em gửi qua anh liền nha. Đợi em một chút xíu. Hồi đó bà nhắn tin không? Nói chuyện bị gửi nóng ra nè. Tôi không có tin đâu nó mà gửi anh nóng cho ông ha. Tôi đi đầu dưới đất. Ê, kêu nó gửi anh nóng thiệt là nóng luôn nha. Thì đang nhắn tin nè, anh chờ em một chút nè. Hai né ra cho em hai. Trời, ra trước chơi cân chỗ thì nấu cơm mà. Ra trước chơi đi. Hai né ra cho em chụp ảnh nóng ra coi. Con nhỏ này bếp đó mà có gì đâu mà chụp. Không có, mấy anh ở bên sông á kêu em chụp ảnh nóng gửi cho mấy ảnh. Dạ, ảnh như vậy đủ nóng chưa anh? Ủa, cái gì? Ủa, kêu gửi ảnh nóng mà nó gửi hình nguyên cái bếp đang cháy mày. Thôi, nóng hết nguyên người rồi đó. Ừ, thì nó gửi đúng cho ông rồi. Ông kêu gửi ảnh nóng. Ông thử ông thật tay chồng ơi. Học tổng tụi con ông. Trời, á đù con này lạ rồi. Để tao nhắn lại coi. Dạ, hôm ấy em bắt nước sôi lên, em chụp em gửi cho anh nha. Kêu nó gửi lại đi. Á trời, em chuẩn bị muốn gửi anh thêm nồi nước sôi. Trời mà mẹ ơi. Con này nó khùng dữ vậy ta. Gu ông này mặn dữ. Nhưng mà tao thích con nhỏ này. Trời ơi, con nhỏ này nha, nó không ngon bằng cái con nhỏ bên sông đâu. Gu ông ngộ nghịch. Ừ đúng rồi đó. Hai làm gì hai giật cái điện thoại của em? Mày im cho tao. Trời đất ơi, thì ra là cha già dê. Ông quá trời rồi. Nhỏ em tôi á, nó khởi đâu có ngu. Ok, má đi qua bển, má bằng một lời với tao. Hai trả điện thoại cho em đây. Đi qua bển. Trời đất. Chị Thiên. Ê, mình như con nhỏ này là em của bà Lại đúng không? Thì nói chứ ai. Ôi, ông gan à. Ông đụng vô em bà Lại đi nha. Tôi nghĩ là bà cạo đầu khô ông đó. Ừ, bà Lại bà dữ lắm đó. Ủa, thôi tắt mất tiêu cả. Mày đi lại đây coi. Rồi, quà tới rồi kìa ông Hoàng. Ủa, chị Lại, qua đây nhậu à? Chị cái bà nội mấy chị chạy. Ba đứa mày ăn nhậu á thì thôi đi nha. Còn vụ em ta hạ chụp tất cả hình bậy bạ gửi qua chị vậy hả? Ông đó, đi chưa? Nói một nghe. Em chào anh. Chào cái bà nội mày chứ chạy mày qua đây. Tới công chuyện với bà. Quý gia này nè, già là mất nhập mất tâm mất nhớ. Ăn nhậu mà ghét mày hạ sách chặt hết vậy. Hả? Mày nghĩ sao rồi? Mày già hay thế đâu? Mày kêu em ta mà gửi chụp tất cả hình gì mày gửi qua cho mày hả? Trời ơi, chị Lệ bình tĩnh. Chị Lệ nó cũng có gửi đâu. Nó gửi cái gì? Bếp lửa còn đòi gửi nước sôi nữa ở mày đó. Mày nghênh, tao giả dịch bây giờ à. Giỏi quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy Lệ? Cái gì mà ôm sùm vậy Lệ? Trong da ba kìa. Ăn nhậu thì thôi đi. Dụ con em tôi nè, chụp bác là bị ba gửi qua kìa. Trời, bộ ông vậy đó không hoàng. Nó khờ muốn chết luôn. Mà ông á, đi dự dụ nó những cái chuyện vậy đó hả? Nó khờ, nó đáng tuổi con tuổi cháu ông mà ông còn làm như chuyện như vậy đó. Rồi ông coi được hay sao? Ăn nhậu thì nó ăn nhậu đi mà làm cái chuyện gì kỳ cục vậy?
xấu hổ quá vậy. Ăn nhậu với mà đầu chơi sớm dưới đây rồi hả? Đụng con gái nhà ai hả? Cũng hả tâm hơi tâm hát à? Cũng hốt được chưa á? Mày hốt ai hốt là em ta chấp mày nha. Đó thấy chưa? Tôi nói với ông rồi. Đụng ai em đụng, đụng em bà. Đụng vô kiến lửa rồi đó. Còn hai cái mày nữa. Tôi tóc thành lắm hả? Ủa mắc cái gì mà chửi tôi? Hai mày cũng một khùng thay quá. Ê tôi có coi nha. Tôi làm gì? Mày chắc tôi coi không? Hả? Không coi tụi mày ăn nhậu tụi mày chơi chung gì mà không coi hả? Ủa tôi ăn nhậu chung mắc mớ gì? Tao quá tao bé bà già bây giờ à. Thôi thôi đi lệ. À, chị cũng dĩ lỗi rồi, thôi chị cũng xin lỗi đi. Thôi em dẫn em về đi, để ra chị xử ổng cho. Chị, xử ổng ở đây luôn đi, dẫn về nhà chị. Đúng rồi chị đập ổng đây luôn đi. Đúng rồi. Bỏ cái tội nãy em nói ông không chịu nghe, để cho bà Lệ qua chửi em. Cô đừng đánh anh Hoàng tội, em thích anh Hoàng mà. Tao giải mà cái chết bây giờ mà cấm không? Cô bà tụi bay, cho tụi bay ăn nhậu rồi tụi bay đang đứng đâu? Đang đứng đâu? Ai biểu? Thì đó, tụ tập ăn nhậu nhiều vô đi. Con gái người ta khờ khờ khạo vậy nè, mà dụ dỗ là ba chuyện bậy bạ à. Ủa ai dụ dỗ em gái bà? Không có à. Nói nữa thôi tao cha tao sát đầu hai mày á. Đi về, mày ngu 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 tao giật đầu bây giờ à. Thôi đi về. Dọn đi vô không? Dọn đi vô, xuống không liền bây giờ á. Đi vô không? Đi vô không? Đi vô. Nhậu vui chơi thì rất thoải mái. Nhưng mà cái vui chơi đó phải có tiền mặt. Đừng có bắt con gái người ta gửi hình ảnh không tốt, để mà con gái nó phải bị mất duyên. Đừng nghĩ trong phim mới có nha, ngoài đời có thiệt đó. Lại, chị có thấy ai mang bỏ nhà không? Cùng chạy em qua đây. Tao thấy chạy chọc kìa. Dạ? Em phải mặc như vậy trà trộn vô mới bắt được tụi nó nè. Tao lớn hả? À, tụi mày có nhà tao trôn đây chút nha. Chú, cho hỏi chú có thấy ai mặc cái quần trục và xách cái vỏ gà chạy ngang qua đây không? Nãy giờ tôi phải đồ đây tôi không thấy ai hết. À hình như nãy có một thằng nó chạy qua ruộng bên nãy vừa bên đây nè. Ở đâu chú? À đi ra, đi. Nè, đó. Nó có dưới á. Ủa, đâu đây vậy ông già? Ủa, ai biết mấy người, trời ơi, tôi ở trên kia tôi mới xuống. Tôi ở đây chứ đâu, trời. Ê, dạ. Nó dưới vậy. Nãy giờ không chịu thân luôn á. Bình tĩnh đi chị, để em coi nó dưới được bao lâu. Ủa em là công an hả? Trời ơi, tôi ngồi cả buổi trời luôn á, mà nãy giờ nó chưa có ngóc đầu lên luôn á. Nó có mang cái máy thở rồi vậy á, chứ sao mà lâu dữ vậy trời. Hơi dài thiệt luôn á. Vậy đáng đợi chút xíu đi có việc rồi. Nó ngồi mà cứ ngủ hút luôn á. Đấy, thôi giờ mình chỉ cắt độ đi. Tôi cả 10 giây mà nó không lên nha, là bà thua nha. Nè chị, chị cá độ tôi bắt chị đó. Thôi thằng này nó dài hơn như mình cảnh không. Đây, để tôi thử coi nó lên không nha. Mẹ à. Ghê trời. Ê, nó kìa. Ôi dài dễ sợ luôn. Cuối cùng anh cũng lên. À. Còn bọn của anh đâu? Tôi đâu có biết. Ê, hai sĩ nha. Gì mày, khủ mày. Hai sĩ. Ai biết nó là ai đâu trời. Nãy giờ mày trốn miếng nha. Nè, đến đây nè. Cuối cùng bị bắt rồi. Anh đã vi phạm tội tổ chức đá gà. Bây giờ theo tôi lên phường để lập biên bản. Phạt nhiều vậy? Đi lên đi rồi biết. Ai? Nhớ trả hai trăm công nhận dài sợ giờ đó mới chịu lên nè ông già, trả tôi 200 ngàn. 200 ngàn gì trả mày? 200 ngàn hôm bữa đá gà đó ông thua nào. Tao 200 nợ mày 200 ngàn nào. Thôi đất ơi, giờ ông lật lộn cái gì? Hôm bữa ông nhớ ông thua đá gà tôi nha, mà ông còn chỉ điểm cho người ta bắt tôi nữa chứ. Thôi mày coi người ta đi đâu á, tao đi theo cái đó chứ tao chỉ nào. Đi theo gì?
đi theo á mà tôi hộp sâu như vậy á mà còn đứng dòm, xong rồi để cho người ta bắt tôi. Ông biết lên chợ người ta phạt tôi nhiêu tiền không? Nhiêu kệ mày chứ đâu phải chuyện của tao đâu mà mày hỏi tao. Thôi rồi, ông đừng ăn nói ngang ngược lật lộn nữa, trả 200 ngàn đi. Tao nói là tao không có nợ gì 200 ngàn với của mày hết á. Mày đừng có qua đây mày đòi. Nè, ăn chơi có trách nhiệm nha, có uy tín đi, bớt bá dơ lại, trả 200 ngàn. Uy tín gì? Ủa, bộ tao dơ thiệt hả mày? Ừ. Uy tín gì uy tín? Mày nghĩ coi, ở sớm này có ai chơi với tao không? Đó, tao chỉ chơi có mình mày thôi. Thì bởi vậy, do ông bá dơ có ai chơi không? Không trả 200 ngàn đi là có người chơi không à? Không, tao không chơi, tao không chơi thà, tao ở nhà tao phụ vợ con tao còn hay hơn. Tao đi đá gà với mày. Ông không trả tôi 200 ngàn rồi tôi nghỉ chơi với ông luôn á. Ừ. Bây giờ tôi nghỉ chơi với ông là không ai chơi với ông luôn nha. Tao đâu có chơi đâu. Bữa sáng mày bắt tao sợ gần chết rồi. Tao ở nhà tao đi cắt lúa phụ vợ con tao còn hay hơn. Nè, ông nói vậy đi, tôi chù quá, tôi chù cho vợ con ông á, bỏ ông đi nè, bỏ xứ đi luôn. Ê, ông nghỉ chơi luôn, ê, ai chơi ông luôn, ông ở mình luôn. Ê, thằng này nhỏ mà ăn nói chuyện mất dạy mày. Không có mất dạy gì đó chứ, ông không trả tôi 200 ngàn á, là ông vô gừng chơi với khỉ đi, lên cây chơi với chim đi. Ừ. Ê, sao có 200 ngàn không trả? Ừ, đúng rồi, mày nghĩ coi ở sớm được ai chơi tao không? Thì đó, thì giờ sớm này không ai chơi ông, thì ông trả 200 ngàn đi, tôi chơi với ông. Thôi, mày đi về đi, chừng nào tao có tao trả. Không có trả gì chứ, ông mà không trả tôi 200 ngàn, tôi đi đồn qua cái xóm trên, xóm dưới luôn. Tôi đồn hết luôn, cho khỏi ai chơi ông luôn. Bình thường mà, ai cũng biết tao rồi. Bình thường, bình thường, để tao. Có nhiều hình thức để vui chơi giải trí, nhưng mà mình đừng có vui chơi quá lố để mà vi phạm pháp luật. Đừng nghĩ trên phim có nha, ở ngoài đời có thiệt đó. Cho em xin nước một ngọt. Cho muỗng nha. Ê ê ê, cho em nửa chiếc bột ngọt luôn. Cho chai dễ niêm, bất công hỏi lại nhiều lần. Gì vậy không? Dạ. Bột ngọt mà mày cũng xin đó. Chị kỳ quá, chị em với nhau xin cũng biết làm dữ vậy. Cảm ơn chị nha. Bột ngọt mà cho miếng rồi mà cho nửa chén như vậy. Chứ nó nói vậy không phải bà không cho. Chị, niêm mình lỡ thiếu ngọt á, cho em xin miếng đường nha. Cho người ta mặt phải vui lên chứ. Chị, cho em chén đường luôn nha. Có gì em làm trà tắt luôn. Gì vậy không? Đường mà cũng xin nữa. Trời ơi, chị em với nhau không mà cho có miếng à. Vui mà, hàng xóm nhau thân thiết rất bình thường à. Vui lên, cho người ta vui lên. Tôi mệt thiệt. Trời ơi trời, một năm 365 ngày xin đủ, học chưa ngày nào chơi. Trời ơi, mai là con mình nó phải có thêm người nữa chắc bà chết luôn quá. Thôi tôi lại à. Trời, nốt qua nữa coi. Chị, hồi nãy em niêm á, em lỡ tay quá trời đường. Thôi sẵn tiện chị cho em xin miếng nước mắm luôn nha. Cho người ta vui lên, người ta mới nhận. Của cho không bằng cách cho mà. Chị. Trời, mày không ngại hả Hồng? Trời, chị biết sao không? Chợ xa quá, đang nấu dở dang. Thôi xin kế bên nhà cho nó tiện. Cho mày chai luôn nè. Tao cảnh cáo mày nha, nãy giờ mày xin hơi nhiều rồi đó. Tao bực rồi đó. Trời ơi, cho có miếng mặt quả quá. Của cho bằng cách cho. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, bà nghĩ sao mà chai nước mắm mày cho hết chai luôn vậy? Để họ phải bắt công qua nữa, mệt quá. Mày khỏi qua, mày khỏi xin cái gì trơn á. Quanh năm suốt tháng mày xin hoài. Cuộc đời của mày chỉ biết xin xin sợ sợ thôi hả? Mắm búa đường bột ngọt bao nhiêu tiền mày mua cũng không nổi. Mà ngày nào cũng qua chút đường chút mắm chút búa là sao? Hả? Con người mày sao vậy? Mày biết nghĩ sĩ gì trơn vậy? Mày xin xin hoài vậy? Một năm 365 ngày mày xin đủ 365 ngày, chưa kể năm nhờ mày cũng xin đủ luôn mà không trừ một ngày nào hết trơn á. Con người mày kỳ vậy hả? Mày để dành tiền nó làm gì? Mày để dành tiền sau này mày mua họ mày chôn vòng cả dòng họ mày thấy gì? Trời ơi chị ơi, chị em không mà tối lửa tắt đèn không. Tao đọc cho mày tắt thở luôn bây giờ á. Chị em gì với mày? Ôi, mình là hàng xóm với nhau mà chị. Mày khỏi luôn đi ha, khỏi ràng khỏi xóm gì đi. Mà coi đó, tôi kể mà tôi tức muốn chết luôn. Nghĩ sao tôi chạy lên chợ tôi lựa đồ có bủa trời á. Một bộ đồ có bộ đồ một có trăm ngàn à, mà lựa cả bủa trời, bộ đồ hết đẹp luôn vậy á.
mà mới vừa về giặt bán cà phê à, nó cũng chạy quá xinh. Cái cọng thun mà 5.000 thun đen á, biết không, một bọc có 5.000 nó cũng xinh, cái kẹp tóc cũng xinh, cái tô cái chén cái muỗng cũng xinh, nó dùng cái quần què gì nó cũng xinh, nó không ra cái gì chứ. Còn chưa hết vợ chồng qua ăn đám dỗ ha, ăn xong rồi chị ra khỏi cửa thôi, nó về mẹ luôn, không quanh ngược chứ vô. Chị có gì ăn em cho em biết về cho con em. Còn mình nghĩ thôi, con nít mà ăn có bao nhiêu đâu, cũng bút về cho. Chị về chưa được 5 phút chạy qua, ủa chị lại mình còn xà bần gì không, cho em miếng đi về cho họ con Bila nhà em đó. Tao coi chịu đời nổi với nó không, hai con chó nhà tao ơi, nó cũng nhờ cái bản mặt của mày á hả, con heo sao con chó nhà mày vậy á. Chị kỳ ghê à, nhận tính xấu chị Ly dễ sợ luôn á. Trời, tao tết như vậy họ còn chưa đã cái nơi của tao đó, người ta xin có một chút xíu thôi mà chị làm dễ ghê vậy. Gì chút xíu hả, một cái xíu của mày á bằng người ta bao nhiêu cái xíu trên đời. Bà coi có ai mà nhà tù đi xin nhà lá không? Có em, tao cho chiếc chép vô họng mày rồi, họng bây giờ à. Thôi mà xin chút xíu mà chửi em bút suốt ngày à. Em bút gì với mày, cái đó là tự mà nhìn nhận thôi, mày có phải bà con dòng họ gì với tao đâu phải nhìn nhận mày hả. Trời, mình hai nhà kế bên nhau, mày khỏi đâu đi, khỏi hai phải rác bên nhà còn gì trơn đi, khỏi chơi khỏi qua lại với mày á, tên là gì đâu, tao không có gì trơn, tối ngày hả phải san sẻ với mày nữa. Khỏi luôn nè, từ nay về sau nước sao không phòng nước chiếc, mày cũng khỏi qua đây nha. Tao gấp tiền tối mày qua đây hả, tao đập thì chết dịch á, tao bắt hai con chó nhà tao, hai con chó rồi vô nhà tao hả, qua cắn cào mặt mày á. Tao lấy nha, bớt giận có em. Giận cái gì mày đi chưa, xin chút xíu dữ ghê quá đó. Ai cũng muốn có tình làng ngày sớm tối lửa tắt đèn với nhau, nhưng á đừng có lợi dụng tình cảm đó mà trục lợi cho bản thân mình, đừng nghĩ danh phim mới có nha, ngoài đời cũng có đó. Có mẹ, có mẹ. Anh, em nè. Chị là ai vậy? Chị ngủ trên giường vợ chồng tôi, còn vợ tôi đâu rồi? Nè, em ý vợ của anh nè. Không phải đâu, vợ tôi xinh đẹp lắm, không giống như chị đâu. Chị đừng có lại gần tôi, chị mà lại gần tôi đấm cho mặt chị đó. Anh Trung ơi. Mẹ ơi, cứu con. Cái chị này nè, chị là ai á, tự nhiên ngủ trên giường vợ chồng con á. Nó là ý vợ của con mà Trung. Không phải đâu, vợ con xinh đẹp lắm. Mẹ, không phải vậy đâu, tại vì hồi tối con không có tha son đánh phấn, cho nên là làm anh Trung anh sợ. Trời ơi, cũng tại con không à, tâm lý chút xíu đi. Mới có lần đầu hai đứa mới có ngủ chung à, thì bây giờ á đi ngủ á con cũng phải đánh phấn tha son nhẹ chút xíu, nhìn cho nó dễ thương chút đi mà con. Dạ tối con cũng có làm sơ rồi, nhưng mà tại vì sáng nó trôi hết rồi mẹ. Con không chịu đâu, con không ngủ chung với chị này đâu. Mẹ cho con ngủ chung với mẹ đi mẹ. Trời ơi, con có vợ thì con phải ngủ chung với vợ con chứ. Tôi không hiểu sao á, đã có yêu nhau đâu mà cho nó cưới luôn chi. Chứ bà không thấy thằng Trung nhà tôi nha, nó đâu có được bình thường đâu, mà nó cũng muốn lấy vợ nữa. Tôi thấy bên đàn gái á, người ta chịu gả, tôi lật đật tôi cưới sớm luôn đó. Mà ai có ngờ đâu, nó ngủ sáng dậy á, nó la làng lên, nó nói con nhỏ á giống như là chết trôi vậy đó. Mà thiệt bà, tôi thấy cái mặt nó cũng giống như chết trôi. Em cũng vậy nè, em mà không có gì chét lên mặt á, thằng chồng của em nó chê thậm tệ luôn. Mà lắm lúc làm chuyện ấy hả, nó lấy cái mệnh ụp cái mặt em lại. Chị coi có tức không? Có vậy nữa. Hồng Mai á, bà cầm hai cái này nè, về cho con dâu bà xài đi. Cái này cái gì vậy? Cái này á là mascara và son của Laura Sunshine á, xài bao ngon nha mấy má. Tao nói nha, cái mascara này nè làm cái mi á cong queo luôn, son này son lì nha, không có chì là không bị thâm môi nữa. Quảng cáo quá bà nội. Tao quảng cáo mày, tao để cái vàng chắc. Cái này tao đang xài nè, với lại á ngủ qua đêm á son á vẫn còn nằm trên môi của tao nè, thấy không? Vậy bà cho tôi mượn đi, rồi tôi xài cho con dâu tôi nó xài, rồi tôi mua khác tôi trả lại cho bà. Trời đất ơi, con mẹ này nhanh thiệt luôn á. Ý ơi, con xài thử cái này đi con, bạn mẹ mới giới thiệu xài tốt lắm đó. Dạ. Trung
Mới giờ con đi đâu vậy? Con đi kiếm vợ con chứ đi đâu. Mẹ, mẹ có thấy vợ con đâu không? Vợ con ở nhà chứ đâu. Không, không phải. Cái chị trong nhà không có vợ con đâu. Mà sao mẹ cho người lạ vô nhà ở vậy? Con sợ lắm. Mẹ, mẹ đuổi chị đó ra đi. Mà mẹ không đuổi chị đó là con cuốn gói con đi luôn á. Mẹ, ý ơi. Sao mẹ kêu cái chị đó ra vậy? Ủa, đẹp thiệt vậy đó hả? Đẹp quá mẹ ha. Vợ của anh về rồi. Mẹ, vợ của con nè. Vợ, anh xin lỗi vợ nha. Tại vì á, bữa anh chê vợ. Dạ, mình đi ngủ nha. Đi ngủ. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều nha. Rồi, vậy là mình có cháu nội sớm nữa rồi. Mừng quá. Đó, thấy chưa, không có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp. Dù trong hoàn cảnh nào á, phụ nữ cũng chăm chút cho mình một chút, rồi á, gia đình mới hạnh phúc, ấm êm. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ngoài đời cũng có đó. Trung, mới giờ con đi đâu vậy? Con đi kiếm vợ con chứ đi đâu. Mẹ, mẹ có thấy vợ con đâu không? Vợ con ở nhà chứ đâu. Không, không phải. Cái chị trong nhà không có vợ con đâu. Mà sao mẹ cho người lạ vô nhà ở vậy? Con sợ lắm. Mẹ, mẹ đuổi chị đó ra đi. Mà mẹ không đuổi chị đó là con cuốn gói con đi luôn á. Mẹ, ý ơi. Sao mẹ kêu chị đó ra vậy? Chị đó chưa ra xong sao? Mày đi ẻ hoài hoài vậy Chung, mày đi ra đây coi. Mày đi làm hộ gì á mà 8 tiếng mà mày hả đi ẻ hết 4 tiếng trong đó rồi. Trời ơi, đang đi trong đây thú quắc nè. Mà muốn hỏi không? Tôi mở cửa cho mà hỏi. Tao chấp nhận tao hỏi luôn á. Mày bước ra đây coi. Người ta hả kinh gạch ngoài kia gần chết luôn á. Còn mày hả tối ngày chỉ biết ẻ không à. Bà nội sao bà nói nhiều quá vậy? Tôi đi có nguyên với bà đó. Bà nội cha nó chửi nó cỡ vậy á mà còn chưa chịu ra nữa. Mày nhắm mày làm được thì mày làm, còn mày làm không được thì mày lên đường đi nha. Gặp tao chứ gặp người ta, tao đuổi mày từ lâu lắm rồi đó. Người ta là mày nắng muốn chết. Nó canh nó tới 11 giờ á là đó, nó vô nhà cầu nó ngồi ăn chổng à. Tới giờ ăn anh nó mới ra. Thiệt bó tay mày luôn á. Rồi mắc cái gì bà cười. Tao nói hôm bữa nó gọi điện thoại cho con ghệ của nó. Con ghệ nó hỏi nó bên làm hút một cầu hay gì mà lúc nào gọi cho em á con thanh cho một cầu á. Mẹ này lãng nhách thiệt chứ. Tao nói tao cứ chết muốn xỉu luôn vậy đó. Rồi mắt đằng dưới hay gì mà mấy gà. Mày không có mấy chuyện trơn á, mấy chân ký đi rồi mày sao đi. Nhìn được cười. Tao kêu cái gì á mày cũng không làm hết trơn á. Còn mấy á mày thuê lại tao đi. Tao lấy một ngày 200 ngàn thôi. Mày ăn cái gì á mày cứ chỉ cần mày kêu chị Xuyên ơi một cái thôi là tao dâng tới họng cho mày. Mày muốn uống nước cam á, nước ngọt gì á, tao sẵn sàng, tao chạy ra chợ tao mua 2 ký cam về, tao dắt cho mày uống. Mày phải đi ẻ lắm đúng không? Mày á hả, mày chỉ cần đi xong mày nói chị Xuyên ơi á là tao sẵn sàng tao vô tao rửa cho mày luôn. Tao á hả không á là tao không có làm gì tao không phải ngại hết trơn á. Chứ làm biếng như mày là tao không chấp nhận được rồi đó. Trời đất ơi, chị nói nhiều dữ vậy. Ủa, tao nói thiệt mà. Làm ăn làm hoàng á thì chẳng phải sợ gì hết trơn á. Còn làm biếng như mày á, gặp tao á chứ gặp người khác á, người khác đã đuổi mày từ lâu lắm rồi đó. Nè, sao chị nói nhiều quá vậy? Chị thích á thì chị cho em làm, không thích á thì chị cho em nghỉ. Chị nói trên đầu con cổ em lẽ không chịu rồi đó. Đó, anh chị coi đó. Nó ăn nói kiểu vậy á, mình thương mình coi nó như em út. Mình cho nó làm, ghét rồi á hả, giống như là mình cần nó lắm vậy á. Ủa, cái đó là nhu cầu bình thường của người ta thôi. Bỏ giờ tôi mắc mà không cho tôi đi hả? Tôi đi trong quần nha. Đi làm á, một tuần á là 6 ngày, mà một ngày là 8 tiếng. Mà mày làm có 4 tiếng à. Còn 4 tiếng mà vô trong cầu á, mày bấm điện tử, mày á nhắn tin cho bồ mày, rồi á hả mày làm cái gì trong đó 4 tiếng đồng hồ. Mày làm kiểu gì vậy? Anh á thấy mày làm ăn kiểu đó đó, anh chị cũng không đồng ý được xíu nào hết á. Không đồng ý gì? Ủa, làm chủ đầu xây dựng thôi mà phải làm cha làm mẹ người ta đâu mà nói chuyện trên đầu con cổ vậy? Chửi trên đầu con cổ chửi xuống. Tao không có làm cha làm mẹ ai hết á, nhưng á mà đúng sai thì thôi. Mày nhỏ muốn xây dựng cho mày để mày tốt hơn. Chứ ai muốn làm cha làm mẹ mày? Làm mẹ là mẹ mày đẻ trứng. Anh chị nói mẹ mệt hơi mỏi cổ làm gì?
Ủa vậy ông nói vậy là ý gì hả? À, ông muốn làm sao hả? À, thôi thôi thôi, cãi nhau chi vậy? Còn Chung nè, em coi lại mình đi, em thấy á có ai bên em không? Mình đi làm cho người ta nên tiết chế cảm xúc lại chút đi em, một câu nhịn chín câu lành nha em. Chị im đi, liên quan gì tới chị mà chị chọn cái mỏ chị vô? Tao nghĩ á, tao thương mày giống như em ruột của tao, tao muốn tạo công ăn việc làm cho mày làm, mà mày ghét á, mày muốn làm cha làm mẹ người ta vậy đó, làm cái kiểu như mày á, ngày mai mày khỏi đi làm nó đi. Ờ đuổi thì tôi nghỉ, tôi đi về, mai tôi qua lấy lương đó. Làm ăn á, cái kiểu làm biến như mày á, một cắt tao cũng không đưa. Ờ bà thử mà không trả đủ lương cho tôi đi, tôi quậy banh cái chỗ này luôn đó. Tao thách mày đó. Bà khỏi thách, ngày mai tôi không lấy đủ lương á thì bà khỏi xây nhà luôn. Em nói chị rồi mà chị đâu có tin em, nó làm biến thái mồ luôn á. Suốt ngày nó kiếm chuyện, nó vô toilet á, nó trốn viện, cùng làm hồ với nhau mà bắt em hay phụ hồ chích mẹ luôn. Ngày nào cũng khiên gạch muốn chết luôn vậy, mà nghỉ ngơi gì đâu. Ê, tôi nói cho bà biết nha, ngày mai mà không trả lương đủ cho tôi á là đừng có trách sao tôi quậy. Nè, mày muốn chơi kiểu giang hồ á hả? Làm biến như mày á, làm ít mà đòi ăn nhiều á, có môn mà lên núi mà ăn đi. Còn mày á, muốn sao? Tao vậy. Ừ, giờ bà muốn sao? Sao là sao? Sao là sao? Mày nói đi. Sao? Giờ sao mà muốn gì? Bây giờ mày muốn sao? Mày muốn giang hồ đúng không? Ủa chứ bà muốn sao? Sao là sao? Hả? Sao là sao? Hả? Sao sao? Sao là sao? Mày muốn sao tao vậy đó? Giờ muốn sao? Mày muốn sao là sao? Sao? Sao là sao? Sao? Sao là sao? Sao? Sao nói đi? Sao là sao? Đi làm cho người ta thì làm đúng trách nhiệm, đừng có làm nữa nghỉ là không có đúng. Đừng nghĩ trong phim mới có nha, ngoài đời cũng có nữa đó. Có cái gỗ gao à mà lặt từ sáng giờ cũng không xong nữa. Rồi chừng nào á mới nấu cơm nữa cho thằng Trưa, thằng Chung nó ăn nó còn đi học nữa. Ông ra trước ông coi kìa, nắng lên tới đỉnh đầu rồi kìa. Đàn ông đàn An á không làm gì ra hổn trơn à. Mà nè, tôi đi qua bên bà Thiện có chút chuyện, nửa tiếng nữa tôi về á mà chưa có cơm nước á, ngọc chết cho tôi á, tôi đập ông á, ba má ông nhìn ông ra luôn á. Tôi không làm á, tôi không nấu á, bà làm gì tôi? Ghét cái nhà này không biết ai là chồng ai là vợ nữa. Bà láo nháo hả? Tôi quýnh bà hả? Má nhận không ra luôn chứ bà lại lớn lối với ai? Ôi mẹ, mẹ đi đâu về vậy? Tôi á đang nhặt rau mà làm lỡ rớt lỗ rau lên tôi lụm lại nè. Cười đi mày, thấy cha làm cực khổ vậy mày mới phụ thôi, mày ngồi đó mày chọc. Ủa chứ ai biểu cha, tự nhiên mẹ đó cha không chửi đi, giờ mẹ đi cái cha chửi ai nghe, con nghe chứ ai nghe, thằng cha mày á. Gì mà rác lớn không vậy trời, để vô lấy chổi quét mới được. Ông Hoàng, sao để cái sân rác đó tùm lum tùm la vậy? Ông cầm cái chổi qua đây quét cho tôi coi. Làm cái gì á mà sáng giờ cái sân còn chưa quét nữa vậy? Tôi định ra quét luôn đó, đi vô lấy cái chổi thì bà về tới nơi rồi. Thôi đừng có nói nhiều, tôi kêu quét á thì quét đi. Ông mà làm từ sáng giờ rồi, chứ không để tôi về rồi mới làm đâu. Tức ghê luôn á, tôi định quét mà về bà nói giọng đó hả? Tôi hết muốn quét luôn á. Ừ, đừng có quét, để tôi quét cho ha. Rồi thôi, để từ từ tôi là tôi quét. Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe, để chửi trên đầu trên cổ xuống mới chịu. Quét lẹ đi rồi vô dọn cơm ăn. Đi chơi xong về cho đã rồi á, về làm trận làm thượng với chồng là hay. Tôi là tôi thương bà, tôi nhịn bà thôi chứ cỡ với bà hả, tôi bẻ cái đập ra gãy đập đôi. Ủa mẹ đi ra chi mẹ? Mày đừng có hù tao. Mày hù tao lần thứ nhất thôi, chứ đừng hù tao lần thứ hai. Tao thiệt với mày hả, chẳng qua tao là chủ gia đình này thôi, với lại bả là vợ của tao, nên tao muốn nhịn bả thôi. Chứ hả, bả là láo nháo hả, tao tán bà dẹo qua hàm luôn á. Còn không hả, tao bỏ luôn á, bà muốn ở nhà bà ở. Ông hay á ha. Từ từ để tôi giải thích. Ông ra chợ dịch vụ đi. Vợ ơi, cho anh xin lỗi đi, ra ngoài á mũi cắn lắm, cho anh vô nhà ngủ đi em. Ủa chưa, ông mạnh miệng á mà, ông đòi bỏ tôi mà giỏi á, xong đi. Tôi cảm ơn à. Thì cho anh xin lỗi đi mà, cho anh vô nhà ngủ đi. Không, ông bước cho vô nhà tôi chặt cái giò đó. Giờ sao ta? Ủa sao ba đứng đây? Bị mẹ đuổi đúng không? Chứ còn gì nữa.
Ba đuổi tôi ra giờ dịch ngủ nè. Ai biểu ba, hồi trưa con thấy mẹ ra, con đã nói là mẹ ra, ba còn chửi mẹ cho cố vô. Cũng tại mày hết á. Lúc đầu sáng mày chọc tao, rồi trưa mày chọc tao lần nữa, tao tưởng ai về đâu. Thôi, con có cái này nè. Đây là quà sinh nhật á, con tính mua tặng mẹ. Mà thôi á, cha vô cha lấy ra làm lành với mẹ đi. Để không thôi cha ngủ ngoài trời dịch á, gió thổi méo miệng. Nước hoa. Ừ. Chai này là nước hoa Laura Paris của Laura Sunshine. Mùi số 1. Mùi này mẹ thích nhất luôn á. Mà thơm 3 ngày 3 đêm chưa hết thơm luôn. Cái chai này cao cao nè, vừa thon vừa đẹp nè. Mà mày sao mày biết á, mẹ mày thích mùi này. Bởi vậy cha bị đuổi là đúng rồi. Mẹ thích cái gì cha con không biết luôn. Thôi đem vô làm lành với mẹ đi, không nói tối nay ngủ trời dịch đó. Ông vô đây làm chi? Ông đi ra trời dịch cho tôi. Cái gì đây? Ủa, ông lấy đâu ra vậy? Cho tôi thiệt hả? Trời ơi, thôi quá ông ơi. Sao này, ông lãng mạn vậy? Nay á, mày ra trò dịch ngủ đi chung. Ủa làm sao? Sao tự nhiên con ra trò dịch ngủ? Tao nói gì á thì nghe nó đi. Kể cả tao giả mỏi bây giờ á, con cái nói nhỏ nhẹ không nghe, đợi chửi mới chịu à. Chung, bữa nay á con ra trò dịch ngủ bữa đi, để ba làm lành với mẹ. Mệt ghê luôn á, giận dỗi nhau chi làm khổ con khổ cái vậy nè. Giờ mày đổi ra trò dịch. Mà con không muốn có em đâu đó nha. Con muốn làm con một thôi à. Đó thấy chưa, vợ chồng ăn ở với nhau cả đời, có gì thì cũng từ từ nói chuyện với nhau. Đừng có mắng chửi, to tiếng hay động tay động chân làm gì. Nên nhẹ nhàng từ tốn thì gia đình nó mới hạnh phúc. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ở ngoài đời cũng có đó.